cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi hồng. Cho tôi về nơi ấy chân đê, khúc sông quê một thời phiêu dạt. Đất bãi bồi ven sông vẫn hát, bản nhạc nào con sóng gọi tên. Cho tôi về nơi ấy đã lớn lên, tu hú kêu tháng năm mùa vải, ôm câu hát từng đêm khắc khoải, nước mắt con cò gánh gạo truyền sông. Cho tôi về ước trọn niềm mong, tìm lại câu thơ ngày xưa dang dở. Nước cứ trôi bên bồi bên lở, sóng tìm mình trong bãi đất quê hương. Trên đây là cảm xúc của tác giả Cao Thị Nhài nhớ về một làng quê, nơi tác giả đã sống những năm tháng tuổi thơ để lớn lên ở đó. Có lẽ cũng chẳng khác những tình cảm của những người con đang sống xa quê, nhớ về quê hương, nơi mình được sinh ra, trông nhau cắt rốn, nhất là những ngày Tết đến xuân về. Tuy sống xa quê, nhưng các anh các chị luôn hướng lòng mình về đây, để mà thương mà nhớ. Nơi đó đời con có mẹ thầy, đã cùng khổ cực đắng cùng cay, nuôi con với cả bầu sinh lực, nắng hạ mưa dông tháng lại ngày. Công ơn của những người mẹ người cha dành cho các con rộng lớn nhường bao. Cho tôi về nơi ấy chân quê, khúc sông xưa một thời phiêu dạt. Vùng đất bãi bồi sông quê vẫn hát, bản nhạc nào con sóng đã đặt tên. Tôi trở về nơi mình đã lớn lên, tìm lại câu thơ ngày xưa dang dở. Dòng sông vẫn bên bồi bên lở, thấy sóng lòng mình trộn rộn thiết tha. Mảnh đất in hẳn quá khứ ông cha, đong đựng bao lời ru của bà, của mẹ. Xin dâng khúc tình ca bằng tất cả tấm lòng. Đó là những âm thanh luôn vẳng vọng từ chiều sâu tâm thức mỗi khi chúng tôi hoài niệm về quê hương bản quán sinh thành. Đất này mang vẻ đẹp hữu tình, là nơi tiếp giáp và đan xen giữa sông nước đồng bằng với miền núi non sơn địa. Đây là nơi chúng tôi đã hằng gửi cái tâm và cái tình của mình vào mỗi tấc đất đai, ao hồ, làng mạc. Chính ở nơi này có biết bao thế hệ tổ tiên chúng tôi đã từng sống và gắn bó. Đó cũng là âm thanh thân thuộc dội vọng từ sâu thẳm tâm hồn của mỗi người từng sinh ra và gắn bó máu thịt với mảnh đất này. Làng bao đời cha ông tạo dựng nên, có máu xương và thịt da ở đấy, có nước mắt của bao người đã chảy thấm sâu xuống mảnh đất của làng. Đang ngày đêm vượt gian truân cuộc sống, đang nỗ lực làm cho đất này mỗi ngày thêm phồn vinh, giàu đẹp. Những con đường trải nhựa thanh thang, những ngôi nhà kiên cố cao tầng khoe sắc. Kể cũng khó mà mường tượng rằng mảnh đất và con người nơi này đã vượt qua quãng thời gian nhiều thế kỷ. Lấp lánh sắc vàng son kim cộng, hôm nay ngàn ngạt những cao tầng tráng lệ. Đất này có những trang sử, trang văn lắng động tiếng cội nguồn. Tất cả đan hòa trong hương trời giữ mảnh hồn quê. Trải qua bao năm tháng thời gian, hỏi đã có bao lớp đồng bào quê tôi đồng tâm hiệp lực vì sự trường tồn và phát triển. Hỏi có biết bao thế hệ đã vun trồng và xây đắp nên truyền thống quê tôi đã đổi thay khai có cách đây nhiều thế kỷ đến hôm nay, trải qua nhiều thời kỳ bi tráng oai hùng. Đó là nơi in dấu thiêng của liệt tổ liệt tông với lớp lớp cư dân đồng tâm hiệp lực vì sự phát triển lớn mạnh của làng, của xã. Quê tôi đã đổi thay hôm nay, quê tôi đã đổi thay tâm áo ngàn xưa. Cảnh quan và bộ mặt của xóm làng đã thay sắc mới mà vẫn còn đó sự in hẳn dấu ấn của tổ tông,
vĩnh hằng hóa thân vào hồn làng xóm. Quê tôi đã đổi thay mới, trào dâng sức sống mãnh liệt, vẫn bảo lưu cái hồn quê cỏ với những hình ảnh dòng sông, cánh đồng, gốc lúa, bờ tre. Quê tôi nay đang từng ngày thay ra đổi thịt, mỗi cụm dân cư ở đây cũng đang bừng lên nhịp sống. Nhiều năm nay người dân quê tôi đã làm công nghiệp trồng trọt, làm vụ đông và phát triển ngành nghề dịch vụ. Trong tiến trình đi lên, người dân quê tôi thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn. Qua hơn 25 năm đổi mới, cộng đồng vun đắp tạo dựng nên một làng quê mới có vị thế giàu nội lực trong phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn ở thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Người quê tôi đã đổi thay tấm đất, cùng đấu cật chung lưng vượt lên những thử thách gian nan. Đất này còn ôm bọc nhiều kỷ niệm về những thời kỳ chiến tranh và hòa bình dựng lập, là nơi chúng tôi gửi gắm niềm hoài vọng về xứ sở sinh thành. Nhà thờ họ Lê được xây dựng trên một khu đất rộng giữa một làng quê trù phú, sầm uất, xã Phạm Mệnh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, nơi có dãy núi Sương Nham uy nghiêm trần mộc, có động kiến chủ đẹp thứ sáu trời Nam, dấu tích một thời vua Trần Nhân Tông từng hội binh ngăn chặn mũi tiến công đường thủy của giặc Nguyên, quy mô tương đối bề thế, trang nghiêm. Bởi đây là nơi tụ hội con cháu trong dòng tộc kính thờ cúng tổ tiên, thể hiện tấm lòng thành kính với thuyền tổ đã sinh thành ra mình. Điểm nhấn ở công trình này là dáng vẻ mộc mạc với lối trang trí đơn giản, sân vườn rộng rãi cùng khung cảnh thiên nhiên hài hòa, dễ chịu. Nhà thờ là nơi hội tụ linh khí dòng họ. Chính vì vậy, ngoài việc đầu tư công sức, tiền bạc, khi xây dựng nhà thờ, hội đồng Lê tộc luôn chú trọng, xem xét kỹ về khía cạnh tâm linh, phong thủy. Hướng nhà thờ là hướng đông ghé nam. Đây là hướng mặt trời mọc, bình minh xua tan đêm tối. Có ánh nắng thì vạn vật mới sinh sôi phát triển, cho nên nó tượng trưng cho sự sinh tồn, niềm tin vào tương lai tươi sáng. Cổng nhà thờ ở hướng nam đi vào, do đây là hướng hè mát, đông ấm. Theo đạo Phật thì đây là hướng gắn với điều thiện và hạnh phúc. Theo Nho giáo thì đây là hướng của thánh nhân. Thánh nhân nam diện nhi thính thiên hạ, có nghĩa là thánh nhân quay mặt về nam, nghe lời tâu của thiên hạ. Con cháu lên coi tổ tiên của mình như những thánh nhân, luôn theo dõi và phù hộ độ trì cho hậu sinh. Thế đất cũng là một yếu tố quan trọng để lựa chọn khi xây dựng công trình. Ở nhà thờ dòng họ Lên, phía sau có thế tựa, hai bên có thế tỳ, mặt trước thoáng đãng có ao rộng làm điểm tụ thủy, hội tụ đầy đủ các yếu tố phong thủy, mang đến cho gia chủ may mắn cả về tiền tài và sức khỏe. Kiến trúc nhà thờ dòng họ Lê từ hình khối, trang trí, sắp xếp ban thờ, bài trí nội thất, bố trí sân vườn đều mang dáng vẻ thuần Việt, không lai tạp, rườm rà hay phô trương hình thức, mà nó đã kết hợp được những tinh túy của kiến trúc truyền thống và hiện đại. Các công trình chính của nhà thờ gồm cửa, cổng, sân, từ đường. Cổng được khép mở bằng hai cánh cửa màu cánh gián, mà điểm nhấn chính là chữ thọ và các họa tiết trang trí vô cùng tỉ mỉ. Sân nhà thờ lát gạch đỏ, tường bao quanh nhà thờ xây bằng gạch chỉ. Từ đường có ba gian, khung bê tông cốt thép, vì kèo kết cấu theo kiểu kẻ truyền giá chiêng, mái lợp ngói mũi hài, bờ nóc trang trí họa tiết, bên trên khắc nổi bốn chữ tộc Lê đường tổ, bốn bức xây tường gạch, hai đầu hồi đóng chữ thọ, nền lát gạch đỏ. Trước từ đường có đôi rồng bờm vuốt ngược, má bệnh hàm mở rộng, thể hiện vẻ uy nghiêm. Kết cấu đứng chịu nén của từ đường có cột cái đặt ở hai đầu nhịp chính, cột quân nằm ở đầu nhịp phụ hai bên nhịp chính, cột hiên nằm ở hiên nhà phía trước. Ở gian giữa treo bức đại tự sơn son thép vàng, diềm bức đại tự trang trí đề tài rồng bay phượng múa, giữa chạm nổi ba chữ Hán với nội dung Đức Lưu Quang, có nghĩa là Đức sáng muôn đời. Phía dưới đại tự đặt một hương án trang trí kết hợp chạm nổi, chạm lộng hình hoa thiêng. Hệ thống hiện vật của nhà thờ tuy không nhiều nhưng đa dạng về chủng loại, chất liệu, đều là những hiện vật có giá trị về nghệ thuật, thẩm mỹ và có ý nghĩa tâm linh sâu sắc như hoành phi, câu đối, đồ tế khí, chứng thờ, vân vân. Các hiện vật này được sơn son thép vàng, chạm khắc cầu kỳ, nội dung hàm xúc, ý nghĩa.
đề tài trang trí là tứ linh, hoa văn, rồng mây, cách điệu, nhằm giới thiệu về dòng họ Lên cũng như những lời răn dạy của tổ tiên các đời cho con cháu dòng tộc duy trì, phát huy và gìn giữ truyền thống của gia tộc. Đặc biệt, lưu giữ tại đây là những tài liệu có giá trị phản ánh truyền thống lịch sử, văn hóa của dòng họ, có tác dụng lớn trong việc giáo dục truyền thống cách mạng, yêu nước, hiếu học cho con cháu trong dòng họ. Nhà thờ họ Lên sẽ là nơi hội tụ linh khí dòng họ, nơi tập trung các thành viên dòng họ mỗi dịp họp hành, lễ Tết, nơi diễn ra các nghi thức thờ cúng, trình báo tổ tiên và là nơi cố kết tinh thần, ý chí, sự đồng thuận của cả dòng tộc. Để phát huy các giá trị văn hóa, tín ngưỡng của nhà thờ Lên tộc, góp phần làm lành mạnh đời sống, sinh hoạt tâm linh của dòng họ và của nhân dân, hội đồng gia tộc và con cháu họ Lên tha thiết đề nghị chính quyền địa phương và bà con trong thôn, xã tạo điều kiện để chúng tôi quản lý, tôn tạo, gìn giữ nhà thờ họ mãi mãi trường tồn. Đồng thời, tuyên truyền, giới thiệu về ý nghĩa văn hóa, giá trị kiến trúc nghệ thuật của nhà thờ. Từ đó, làm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân địa phương, đặc biệt là con cháu trong dòng họ, học tập và noi gương các thế hệ ông cha đi trước, tạo thành động lực mạnh mẽ, giúp con em họ Lên vững tin vào tương lai, định hướng phấn đấu, học tập, công tác, cống hiến nhiều hơn, tạo sức mạnh tinh thần, vật chất, góp phần xây dựng quê hương Phạm Mệnh ngày càng văn minh, giàu đẹp. Một thương của ít lòng thấy xa.
tặng người công đức cúng dường đốt chuông chùa đây linh phước duyên lành. Bà là nguồn cội của dòng giống để ta nhớ tới tổ tiên, nhớ tới để biết ơn, nhớ tới để đáp đền, để kính yêu và báo hiếu. Được sinh ra trên trần gian, có ông bà, có cha mẹ, cội nguồn tiên tổ. Được sống với ông bà, cha mẹ là một diễm phúc lớn lao nhất trên đời, không có chi sánh bằng. Vì vậy, cho dù cuộc sống có phai tàn biến đổi theo ngày tháng, nhưng lòng thảo hiếu kính yêu tổ tiên, ông bà, cha mẹ sẽ mãi tồn tại trong cuộc đời của mỗi người con, người cháu. Nhớ ơn đáp nghĩa tổ tiên, ông bà, cha mẹ không phải chỉ làm trong một ngày, một tháng, một năm hay 3 năm, mà là chuyện cả một đời người. Vì tổ tiên, ông bà là cây cao rợp bóng cả, mãi tồn tại, là cội nguồn, gốc rễ mãi mãi sinh hoa, nảy lộc cho giống dòng ngày càng tồn tại và phát triển. Cùng với mọi người trong gia tộc, vào những ngày kỵ của tổ tiên, ông bà, và những ngày đầu năm, mọi người sum họp quây quần bên nhau để tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người trong gia tộc đã khuất, gọi là đáp nghĩa tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Một tập tục rất đáng trân trọng nên duy trì nơi mỗi gia đình, là tấm gương hiếu thảo cho muôn đời soi chung. Một lòng yêu mến thiết tha rộng hơn biên ngoài khơi, cao hơn bao núi bao đồi, cao cao vút trời mây. Con người có gốc có cội, chẳng ai trên đời sống không gốc nguồn, chẳng không tiên không tổ không cha không mẹ. Gốc nguồn có muôn đời, là nguồn cội là tiên tổ của dòng dâu, từ ngàn xưa mãi nối tiếp tận đời này, phần con luôn luôn bao hiếu trọn đời. Một lòng mến thiết tha rộng hơn biển ngoài khơi, cao hơn bao núi bao đồi, cao cao vút trời mây.
ông có bà, chẳng ai mà lại sinh ra không cha không mẹ, không ông không bà. Cha mẹ ông bà là nguồn cội để ta nhớ ơn tổ tiên, là dòng sông đưa ta nhớ về cội nguồn, là đường đưa ta đến với cuộc đời. Một lòng yêu mến thiết tha rộng hơn biển ngoài khơi, cao hơn bao núi bao đồi, cao cao vút trời mây. Con người có gốc có cội, chẳng ai trên đời sống không gốc nguồn, chẳng ai mà lại sinh ra không tiên không tổ không cha không mẹ. Gốc nguồn có muôn đời, là nguồn cội là tiền tố của dòng dâu, từ ngàn xưa mãi nối tiếp thành đời đời. Đối với những người cháu, người con thảo hiếu, ngoan hiền thì chẳng bao giờ mờ phai trong ký ức. Bổn phận báo đáp không bao giờ được quên. Lời cầu xin cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ luôn tràn lan phúc lộc, cho gia tộc được luôn an khang, trường tồn như những ước nguyện ngày xuân của con kính dâng tổ tiên. Trong một mái nhà mẹ cha sinh ta vào đời, đã khuất rồi ngày đêm hương kinh nguyện cầu. Hạnh phúc nhất trong cuộc đời chính là biển sông hiếu thảo, hạnh phúc nhất trong cuộc đời chính là ở bên tổ. Việt Nam nhiều dòng họ rạng rỡ non sông, họ Lê ta xứng đáng vinh danh vĩ đại. Hãy
chim có tổ, suối có nguồn, con người cũng có tổ tiên ơi, con người cũng có tổ tiên. Ai làm người không sinh ra, công cha ngày đêm vất vả, nhớ nghĩa mẹ như nước chảy ra ngược, trong nguồn nước đã chảy ra. Suối nhớ nguồn, chim nhớ non, con người cũng nhớ tổ tiên ơi, con người cũng nhớ tổ tiên. Nhớ mẹ hiền nuôi con thơ, nâng niu lời ru bú mắm, nhớ cha từng đi sớm về chưa thường, cha từng đi nắng về mưa. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ hơn Thái Bình Dương, nghĩa mẹ hơn Thái Bình Dương. Khi nhọc nhằn, khi lo toan, ai đông mồ hôi nước mắt, công sinh công dưỡng dục con cầu, cha mẹ cao ngất trời xưa. Suối nhớ nguồn, chim nhớ non, con người cũng nhớ tổ tiên, con người cũng nhớ tổ tiên. Nhớ mẹ hiền nuôi con thơ, nâng niu lời ru bú mắm, nhớ cha từng đi sớm về chưa thường, cha đi nắng về. Con cháu hát muôn vàn lời ca về dòng họ Lê Việt Nam chúng ta. Con cháu nhớ tiên tổ của ta là người họ Lê Việt Nam vinh quang. Người họ Lê Việt Nam từ đất Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa, tụ nghĩa dựng cờ đánh giặc ngoài sông, nêm mật nằm gai đã trải 10 năm, hòa rượu nước sông chiến thắng quân thù. Lê Lợi ơi, hoàng đế anh hùng, một đấng quân vương quốc gia Đại Việt, dựng nền văn minh để đời sau biết, rùa cọc văn bia văn hiếu tôn thờ. Lê Quý Đôn sáng mãi đến bây giờ, Bác Học Việt Nam sánh vai thời đại. Lê Hữu Trác lương y sáng mãi, Lê Hồng Phong vì nước quê mình, nay bước vào thời đại Hồ Chí Minh, có Đảng có Vinh có Vinh Thư Lê Duẩn. Việt Nam nhiều dòng họ rạng rỡ non sông, họ Lê ta xứng đáng vinh danh vĩ đại. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiếu, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ăn gạo nhớ kẻ đâm tay gần sàng,
nhớ ơn tổ tiên, báo hiếu ông bà cha mẹ lúc các ngài còn sống cũng như khi các ngài đã khuất, ấy là tận hiếu. Hãy nói, hãy làm ngay những việc có thể làm để kính nhớ tổ tiên, đền đáp công ơn ông bà cha mẹ khi các ngài còn sống và mãi mãi về sau khi các ngài đã khuất. Trước hết, chúng ta cùng nhau thắp lên nén hương lòng kính nhớ tổ tiên. Khôn ngoan nhờ ấm cha ông, làm nên phải đói tổ tông phụng thờ. Đạo làm con chớ hững hờ, phải đem hiếu kính mà thờ từ nghiêm. Xin thắp lên một nén hương trầm, một nén hương trầm, hương trầm bay có tổ, suối có nguồn,
con người cũng có tổ tiên ơi, con người cũng có tổ tiên. Ai làm người không sinh ra công cha ngày đêm vất vả, nhớ nghĩa mẹ như nước chảy ra ngược, trong nguồn nước đã chảy ra. Xuôi nhớ nguồn chim nhớ non, con người cũng nhớ tổ tiên ơi, con người cũng nhớ tổ tiên. Nhớ mẹ hiền nuôi con thơ, nâng niu lời ru bú mắm, nhớ cha từng đi sớm về chưa thường, cha từng đi nắng về mưa. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ hơn Thái Bình Dương, nghĩa mẹ hơn Thái Bình Dương. Khi nhọc nhằn khi lo toan, ai đông mồ hôi nước mắt, công sinh thành công dưỡng dục con công, cha mẹ cao ngất trời xanh. Xuôi nhớ nguồn chim nhớ non, con người cũng nhớ tổ tiên ơi, con người cũng nhớ tổ tiên. Nhớ mẹ hiền nuôi con thơ, nâng niu lời ru bú mắm, nhớ cha từng đi sớm về chưa thường, cha từng đi nắng về mưa. Ngàn xưa cha ông để lại, để ngày hôm nay con cháu khắc ghi. Dù đi xa muôn người vẫn nhớ, quyết giữ gìn truyền thống gia phong. Con cháu Tiên Long, con cháu Lang Hồng, sự lạc Long Quân ra đi mở đất, để ngày hôm nay vui cùng đất nước, xứng danh tiên dòng con cháu họ Lê. Người họ Lê ta vui hát câu ca mừng xuân mừng hội, mừng đất nước ngày một đổi mới, mừng quê hương vui sống thái hòa. Người họ Lê ta trên dưới nhà nhà một lòng đoàn kết, cùng gắng sức xây dựng đất nước, mãi vững bền Việt Nam gấm hoa mãi tự hào. Tiền của bé tính tình cô
dòng trời hơn.